Tỉnh nguyện ngày 26 tháng 2. Ta đang dẫn con từng bước một qua cuộc đời. Hãy nắm tay ta cách tin cậy và để ta dắt con qua ngày hôm nay. Tương lai con dường như đầy bất trắc và khó khăn, song không thể khác được. Mọi sự bí nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời, và những điều trong tương lai là sự bí nhiệm. Khi con cố gắng hình dung ra tương lai, con đang giành lấy những gì thuộc về ta. Điều này cũng như những lo lắng khác là một hành động nổi loạn. Con đang nghi ngờ lời ta hứa sẽ chăm sóc con. Bất kỳ khi nào con thấy mình lo lắng về tương lai, hãy ăn năn và quay trở lại với ta. Ta sẽ chỉ cho con bước tiếp theo và bước tiếp theo, cứ thế từng bước một. Hãy an tâm và tận hưởng hành trình trong sự hiện diện của ta. Hãy tin rằng ta sẽ mở đường cho con khi con đi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 29 câu số 29 có chép rằng: những điều huyền nhiệm thuộc về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Trong Thi Thiên đoạn 32 câu số 8 cũng có chép rằng: ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi, mắt ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con. Nguyện xin mỗi một con nhân Chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.